Xin chào các bạn, học văn chị Hiên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Em lớn lên từng ngày. Bài đọc mang tên Em có xinh không? Đối với bài đọc này, chị sẽ cùng với các bạn nhỏ đi tìm hiểu theo 5 phần sau đây. Phần 1. Khởi động. Phần 2. Đọc. Phần 3. Trả lời câu hỏi. Phần 4. Luyện tập theo văn bản đọc. Và cuối cùng là phần 5. Củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần khởi động thôi nào. Chị rất thích được nghe những lời khen. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thích được khen không? Các bạn thích được khen về điều gì? À, có bạn vui khi được khen xinh. Có bạn lại thích được khen tóc mình đẹp. Hay bạn ấy bơi giỏi, đá bóng giỏi. Và bạn voi em trong câu chuyện Em có xinh không cũng rất thích được khen đó. Vậy thì ngay bây giờ, chị em chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc này nha. Với bài đọc này, chúng mình cần lưu ý cách đọc như sau. Đọc to, rõ ràng và diễn cảm lời nói của nhân vật. Thứ hai, cần phải chú ý về cách ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng chỗ, dừng hơi sâu sau mỗi đoạn văn. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 24. Lắng nghe chị đọc và đọc thầm theo chị nhé. Câu chuyện Em có xinh không? Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh, em có xinh không? Voi anh bao giờ cũng khen, em xinh lắm. Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi, em có xinh không? Hươu ngắm voi rồi lắc đầu, chưa xinh lắm, vì em không có đôi sừng giống anh. Nghe vậy, voi nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. Gặp dê, voi hỏi, em có xinh không? Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. Voi liền nhặt một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Về nhà với đôi sừng và bộ râu già, voi em hớn hở hỏi anh, em có xinh hơn không? Voi anh nói, trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này, xấu lắm. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ sừng và râu đi, voi em thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi. Theo ấu phúc, voi em đi tìm tự tin. Sau khi đọc xong bài tập đọc Em có xinh không? Thì chị em mình sẽ cùng nhau đi trả lời 4 câu hỏi trong sách giáo khoa. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên như sau. Voi em đã hỏi voi anh, hươu và dê điều gì? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy xem lại đoạn văn đầu tiên giúp chị nha. Các bạn có trả lời được chưa? À, đúng rồi. Voi em đã hỏi voi anh, hươu và dê rằng em có xinh không? Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung. Sau khi nghe hươu và dê nói, voi em đã làm gì? Các bạn hãy chú ý những lời thoại của nhân vật hươu và dê để trả lời câu hỏi này nhé. Sau khi nghe hươu nói, chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh. Voi em đã nhặt vài cành cây khô rồi gài lên đầu. Còn sau khi nghe dê nói, không vì cậu không có bộ râu giống tôi. Voi em đã nhổ một khóm cỏ dại bên đường và gắn vào cằm. Câu hỏi thứ ba với yêu cầu như sau. Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói gì? Trước sự thay đổi của voi em, gài cành cây khô lên đầu và gắn một khóm cỏ dại vào đầu, voi anh đã nói, trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này, xấu lắm. Voi anh là người đã nhận ra vẻ đẹp của voi em, muốn voi em luôn là chính mình. Chúng mình cùng nhau đến với câu hỏi thứ tư nhé. Câu hỏi có nội dung.
Em học được điều gì từ câu chuyện của voi em? Mỗi một câu chuyện đều mang một ý nghĩa nhất định, và em có sinh không cũng như vậy. Qua đây, chúng ta cần hiểu được mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng biệt. Chúng ta nên tự tin vào điều đó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa bài học, thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập theo văn bản đọc nhé. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và quan sát bài tập đầu tiên. Đối với bài tập này, chúng mình sẽ tìm những từ chỉ hành động của voi em trong 5 từ sau đây. Nhặt cành cây, nhổ khóm cỏ dại bên đường, lắc đầu, ngắm mình trong gương và cuối cùng là từ khen. Để làm được bài tập này, các bạn hãy cùng nhau đọc thầm lại câu chuyện Em có xinh không nha. Sau khi đọc xong, chị thấy các từ chỉ hành động của voi em chính là nhặt cành cây, nhổ khóm cỏ dại và ngắm mình trong gương. Các bạn có làm đúng không nhỉ? Còn bây giờ, chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai. Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em bỏ sừng và râu? Nếu như các bạn là voi anh, thì các bạn sẽ nói gì với voi em nhỉ? Còn chị sẽ nói, xinh quá, em hãy cứ là chính mình mới xinh nhé. Đến đây, phần luyện tập theo văn bản đọc của chúng mình cũng đã kết thúc. Tiếp theo, chị sẽ cùng các bạn đến với một phần vô cùng quan trọng, chính là củng cố và dặn dò. Qua bài tập đọc Em có xinh không, chị muốn gửi gắm đến các bạn một thông điệp như sau. Chúng ta nên sống tự tin vào vẻ đẹp của bản thân, không cần phải thay đổi theo ý kiến đánh giá của những người xung quanh, nên sống là chính mình. Sau khi học xong bài này, các bạn cũng nên tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài tiếp theo một cách thật chu đáo nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!